hôm nay công ty em nó cúp điện, công ty giày An Giang Sam Hô cúp điện, mà đâu giờ nó làm như là kéo biểu tình vậy. Công ty cúp điện mà tưởng nó là đang kéo biểu tình nhưng mà coi nè, trời ơi là trời, bà con quần chúng kìa, ngồi kìa nè, từ 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 đó, kéo kìa, ngồi kìa. Đây là dân tị nạn từ Syria chạy về An Giang Sam Hô. Hình như chưa quay mặt cưng nó vào. Đâu có đâu, mày có kết bạn với tao đâu. Rồi quay đúng 1 phút được rồi, 1 phút là nổi tiếng lắm rồi đó. Trời ơi bà con kìa, mình chúng nhân dân ngồi kìa.